Thầy đi thăm một khách ở Vĩnh Long. Bạn thấy không? Cây nó đủ lực, nó khác ha. Ông làm chùm 4 cơ các bạn, một tháng ông nói mình không có tin. Tại lúc trước á, mình có coi cái hình chụp của ông á, là nó yếu xìu à. Mình nói trời ơi ông nội ơi, ông đầu tư cho giữ vô cho ngon giùm cái ông nội ơi, chứ biết chuyện nào cũng thôi. Ông làm với mình là 3 mùa, mùa thì mùa thứ tư nè. Mình nói với ông là ông gán cố gắng ông đầu tư vô tôi là ngon lành nha, chứ không thôi là tại vì thường thường á người ta ăn, nếu mà ăn chịu ăn ăn nhiều quá cái bắt đầu qua năm sau ta ăn không được nữa các bạn, lúc đó nó yếu cây lắm. Quả coi quả lấy thuốc đầu tư ăn theo nhìn khiếp không các bạn, nhìn kinh hồn bạc vía luôn. Cây này cây năm thứ bảy rồi à, ăn được 3 mùa ha, ghê không các bạn, cái mùa này mùa thứ tư nè, đầy bạc hết trơn này. Miền Tây có thấy đầy bạc ha, miền Tây có thấy đang đầy bạc để mà đón cái tháng chín. Đó, đang cố gắng làm hết sức có thể, được không ạ? À? Như thế này mới gọi là đủ lực là bông nè. À, đó, một số cái vườn mà thấy đi, trời ơi, một số vườn thấy đi mà cây nó còn, chúng ta nè, chúng ta vô chúng ta vô cái bầu nè, chúng ta nhìn vô trong mà không thấy mặt trời ha, à là ngon rồi đó nha, là chúng ta đậy được rồi đó. Nè, còn cây nó nè các bạn, cây mình sám hồn các bạn. Trời ơi, rất mương trời. Đó, thấy chưa? Đã không bạn? Chầm gốc được băng như thế này các bạn, không có cái nào bị bỏ lại hết trơn. Đó, đã không? Rồi, ok. Xin chào quý chú chị các bạn. Thì hôm bữa là Thái có đi Vĩnh Long ha. Thằng bạn mình nó làm một cái vườn, nói chung là nó làm với mình 3 mùa rồi các bạn. Cái mùa này bắt đầu thấy nó sung hơn nữa các bạn. À, thấy có lần, nói chung là chừng 2 tháng tới qua lần. Nó là ní ná rồi chứ giờ 3 năm làm với mình nè. Thì Thái cũng qua Thái coi. Thì năm nay thì nó, nếu mà nhìn nhận mà chính xác là năm nay nó mạnh hơn, nó sung hơn năm rồi lắm. Thì năm nay Thái nói với nó là ní phải coi, ní phải cố gắng làm sao nha, để mà làm cái đọt cho nó chuẩn bị nó ổn định chút xíu ha. Nhưng bạn thấy nãy đó thì nó rất là, nói chung là Thái cắt một cái đoạn video ra, bạn thấy là cái dàn cây nó rất là dữ, rất là nhiều khách hàng hỏi Thái, ừ Thái ơi giờ ví dụ như dàn cây anh như vậy đó thì giờ đi phân như thế nào và đi gãi lân như thế nào. À, Thái có hai trường hợp để các bạn nha, Thái có hai trường hợp để mà Thái nhắc các bạn thôi ha. Ai mà làm những cái tơ năm đầu, thường thường cái tơ năm đầu nó sung đó các bạn nhớ nha. Đây là cái kiến thức mà có lẽ là Thái rút kinh nghiệm được trong nhiều năm Thái đi á, có kinh nghiệm được nhiều năm, nhiều nhiều vườn ha. Thái muốn nhắc lại thôi ha. Một là cái vườn cây mà nó sung quá ha, miền Đông Tây Nguyên hay là miền Tây của Thái là bình thường ha, nó sẽ có một số nơi rất là sung. À, giờ dựa vào những cái tuổi cây như nãy Thái nói lúc ban đầu là cái tuổi cây, mà thường thường cái cây á mà nó là cây tơ, bạn biết là cây tơ mà nó chưa tới tuổi đẻ mà bạn ép đẻ thì nó rất là sung, nó sung tới nỗi mà các bạn là chúng ta gãy lưng mà nó đi lọt chọt mà chúng ta không biết đường canh luôn, thì lúc đó là chúng ta phải can thiệp thuốc cho nó gì, cho nó già lá lại. Thì sau một năm mà sau một năm mà nó đẻ rồi á thì lúc đó nó cái mầm nó mới có. Cây tơ thì thường bạn thấy là chúng ta làm sớm thuận thì chúng ta phải đánh thuốc rất là nặng. Nhưng bữa Thái nói nha, cây sức sinh trưởng của nó rất là lớn thì nó xì đọt hoài. Mà Thái nhắc các bạn hoài luôn nha, là trước khi lên Bắc Lo miền Tây của Thái nha, là chúng ta phải coi lại cái đọt năm nay ha. Bắt đầu tháng 9 là La Nina tới rồi bạn, hôm bữa Thái có nhắc rồi, Thái nhắc hồi từ tháng 5 rồi ha, tháng 9 bắt đầu La Nina nè, đâu bắt đầu vô La Nina, bạn thấy mưa không, tháng 8 mưa, tháng 9 mưa, và tháng 10 người ta nói vẫn dự báo vẫn còn bão. Nói chung là ông trời ông khóc lúc nào mình không hay, nhưng mà mình cũng phải dự trù cho mình thôi ha. Cái vườn đó bây giờ chúng ta quay lại cái vườn đó nè, nó rất là sung, các bạn thấy nó rất là sung, nó xài toàn mã thông không mà nó sung lắm, sung không các bạn. Thì trước đó tháng rưỡi tới 2 tháng là Thái không cho rễ phân nữa ha. Nhưng mà các bạn thấy là nó xài canh thiết đại dương thì nó sung lắm, sung lắm, sung các bạn. Thì nó đã làm được 3 mùa trái rồi, thì bây giờ hiện tại là mầm nó đã có rồi các bạn, mầm nó đã có sẵn rồi. Ai làm với Thái 2-3 mùa trái các bạn, hoặc những cây nào mà chúng ta đã có 2-3 mùa trái nó rất là nhiều mầm thì chúng ta cũng làm bình thường thôi. Nhìn thấy nó là cái đọt nó phải quan trọng lắm. Thường thường cái đọt mà xì ra, là đạm nó cao là mất lân liền, mất lân là không ức chế được nữa, không có bông được nữa các bạn. Tại sao một số cái bông của bạn, cái bông lá là vậy đó,
nó ra bông lá vậy bạn. Nó ra bông lá là do sao? Là do nó đã xì đọt, hoặc các bạn quánh thuốc chưa tới, nó chỉ có hai trường hợp đó thôi. Hoặc trong lúc các bạn lên mắt lo rồi á, mà nó còn xì đọt mà chúng ta vuốt đọt qua hoài, chúng ta thấy chúng ta sợ, chúng ta không đốt đọt. Thấy nó thẳng mùa nghịch như thế này nè, làm bắt lo ha, mà đóng bắt lo lên một tuần sau mà nó xì cái đọt, nó bạn phải đốt, đốt bỏ, lên bắt lo rồi không lấy lên nữa các bạn nha. Mà bắt lo là từ 15 ngày tới 25 ngày nó bắt đầu thuốc nó ra rồi đó. Là trong lúc đó là chúng ta hình thành bông, ta phải làm ác thôi nha đó. Tại vì á, các bạn thấy là rất là nhiều người người ta làm và sai một chút xíu thôi các bạn. Chúng ta đóng lân chúng ta đủ nè, lên thuốc đủ nè, bắt lo rè rất là kỹ, mà tại sao ra bông lá, tại sao ra bông lòn sọt, là nó nằm chỗ đó để các bạn để xì đọt. Là và cái thời gian mà như thế nó thẳng luôn, là thời gian á, mà quý chú anh chị mà đã để cái đọt nó xì sau khi mà lên bắt lo rồi á, thì chỉ có vô mùa thuận tiếng nó đẹp nó mới ra được thôi, nó mới ra đều được thôi ha. Còn đang làm mà thường thường mà tiết như thế này á, thì bạn thấy nó thơm mới thổi có chút xíu à, mưa ban đêm mình nè, mất tiết à, rồi cây lẳng mất tiêu luôn rồi sao, đúng không? Đó, phải rất là kỹ nha. Thái làm video nào Thái cũng dẫn rất là kỹ. Ai nói chung là Thái để ý rồi, Thái nhắc hoài mà một số quý chú anh chị là không có thời gian coi đó, nên video nào cũng phải nhắc, bởi video nó dài là gì đó. Còn ví dụ mà những ai mà kiến thức nào mà ta qua rồi chúng ta lướt đi cho nó nhanh, chúng ta vô phần chính à, chưa vô phần chính phải nhắc trước khi làm cái gì Thái cũng phải nhắc một cái, chứ không phải là bán hết trơn mấy cái loại này rồi có bắt đầu nó ra bông đâu, không có các bạn à. Như vậy không khỏi gọi là sầu riêng đâu các bạn. Làm rất là kỹ và để được một cái năng suất cao, và để được một cái vàng lá nó ngon, vàng trái ngon là phải làm rất là tỉ mỉ. Như nãy Thái nói nha, chỉ một xíu sơ sức thôi. Thường thường các bạn đừng có nói với Thái là ủa tại sao tao mới không ra ngày, ra không ra giường 2 ngày mà cái đọt nó trào dữ vậy. Không có các bạn. Thái có nói rồi, lên tao mầm lần 2 xong, thấy cái đọt đứng lên bắt lo xong, 2 ngày sau ra là phải dội nước cho cây rồi đúng không? Tại nó nóng, dội nước cho cây, nếu mà nắng quá dội trong đó rất là chân. Nhìn lên cái đọt kìa, mưa kìa, nhìn lên cái đọt kìa, nhìn lên cái đỉnh sinh trưởng của nó kìa. Và 9 giờ mà ra mà thấy cái cây nó bóng là lo, Thái ơi nó sao nó xanh lờ giờ, Thái tao sợ đi đọt, chặn đọt liền, chặn cái đọt lại. Rất là nhiều thứ trước khi xì đọt chúng ta có thể là Envin nè hay Manco nè, những cái loại đó các bạn đóng cái đầu độ cao lên nó sẽ làm cho nó bóp cái đọt lại. Còn khi mà cái đọt nó đã xì rồi là chỉ có đốt đọt bỏ thôi, đúng không? Và chúng ta không có phủ nhận được cái điều đó đâu nha. Đừng có nói là chưa chân đốt đọt, nghe được đốt đọt sợ, đốt đọt không đó các bạn, đốt đọt không đó nha. Ta phải nhìn nhận lại đó. Còn trước khi mà đó mà chúng ta còn cơ hội mà chúng ta lo ý y đó, chúng ta lo thôi chắc không sao đâu, La Nina năm nay mưa, mình nói các bạn là năm nay La Nina ha, nó mưa hoài, ổng mưa hoài như thế này là chặn đọt chết luôn ha. Và hàng lý mình nó đã bị cái vườn đó các bạn, nó đã bị rồi, Thái qua Thái coi mày chặn đọt liền, mày không chặn đọt liền mày chết, xì li đọt liền các bạn, xì đọt liền, lên mắt lo chừng 3 ngày rồi xì cái đọt chặn đi. Và Thái bảo đảm các bạn nè, Thái bảo đảm hiện tại này ha, ai mà đang làm gì nè, các bạn lên tao mầm xong ha đọt xì, lên tao mầm lần 2 xong đọt xì, lên bắt lo xong là đọt xì, bảo đảm các bạn luôn, không ai mà làm đứng được chứ. Và sao chặn đọt, mà cái chặn đọt này thì 1-2 bữa nữa sẽ làm cái video sẽ phân tích làm sao mà chặn cái gì cây yếu, làm sao chặn cái gì vô cây sung đó. Hàng bạn mình cây nó sung ha, giờ mình bắt đầu mình xử lý nè, thì mình cho nó xài HT thôi các bạn, có nghĩa là cái đọt mà nó vừa chớm ra, nó vừa tươi lại, mình quánh một phát là đọt đang thui liền rồi, khỏe à, cộng combi vô xong rồi khỏe, phải gu à, rất là dễ xử lý. Nhưng mà chúng ta phải quan sát rất là tỉ mỉ. Nói với những cô chú anh chị nào mà chúng ta hay để là cho chúng ta mua vườn đó, mà để là cho mấy anh em chỗ làm đó đó, thì mấy anh em người ta không biết, mình không trách được, mà tới nhưng mà lên, tại vì có khi mấy anh chị thành phố bắt đầu mua vườn ở Bình Phước hay là Đồng Nai một tuần mới về một lần, trời ơi đọt nó xì hết trơn rồi, cho nên nó không có xài bắt lo, nhưng mà đọt nó xì rất là mạnh các bạn đó, phải chú ý bằng đó nha. Thái xin 2-3 phút để nhắc các bạn như thế. Rồi vô thằng của bạn mình nè, như Thái có nói rồi ha, một là chúng ta ra ngoài mua lân Long Thành ha, lân Văn Điển, lân Ninh Bình để chúng ta đóng tạo mầm ha, trước 20 ngày chúng ta có lên thuốc rồi. Ra ngoài mua lân là ra ngoài mua, còn ai mà cảm thấy mà Thái bán ok, thường thường Thái bán lân Indo các bạn lâu rồi, các bạn xài lân Indo mà có ai nói ra nói vào thì chuyện đó bình thường các bạn, tại cho buộc nó ghét cho ăn là bình thường rồi. Nhưng mà Thái nói các bạn, Thái khẳng định lại, Thái bán lân Indo là năm là 3 năm rồi, nên không có vấn đề. Nên các bạn ủa Thái ơi sao lân Indo nó rẻ hơn lân Văn Điển 20-30 ngàn? Không phải,
do Thái nhập nhiều quá, Thái ký hợp đồng nó nhiều lắm các bạn. Và nó ok lắm. Và Tiền Giang người ta xài cũng nhiều nữa. Các bạn nên Thái bán nhiều, chuyện đó là bình thường, nhưng mà Thái nói rồi. Những cái vườn mà Thái quay cho các bạn xài lên cái đô mà. Nhẹ tiền. Nhẹ tiền, nhưng mà được cái gì nó nặng, nó nặng công khiên. Nó cái gì? Nặng công khiên thôi ha. Văn Điển cũng vậy, Ninh Bình cũng vậy, nặng công khiên. Rồi ai mà không mà nặng mà cảm thấy mà nặng quá rồi thì bây giờ chúng ta thay đổi lần lại, lấy lần Nhật xài các bạn, lấy lần Nhật xài nha. Thường thường thay cái gì cây đóng 5 kg thì giờ cái này đóng 2 kg nữa à, này có 20 kg, cái túi này có 20 kg à, đóng rẻ, nó cũng rẻ các bạn ha. Còn ai mà không có tiền sửa chế lá mà cây sung thì đóng B52, B52 thấy cũng có luôn. Nói chung là lần gì Thái cũng đáp ứng cho các bạn được chứ ha. Nhưng mà bảo đảm với các bạn là nhông mấy loại lân của Thái đóng gốc là Thái không cho bắt lo, nên các bạn yên tâm đi, không có bắt lo. Rồi sau khi mà gãy lân này ha, Thái nói rồi ha, tất cả các quý cô chú anh chị sau khi gãy lân rồi bắt buộc phải gì, phải đóng kali, phải có rải kali. Mùa này mùa sớm các bạn, phải có kali. Và cái giải pháp để mà thay kali thì sao? Một là chúng ta xài cái xô tăm mầm ha, với công thức là 6-25-16. À, công thức này 6-25-16 dạng tinh thể nha. Cái này á thì chúng ta tưới được 60 gốc. Rồi. Còn cái thứ hai nữa, một sản phẩm mới phát triển ra, công thức cao hơn chút xíu, dành cho năng nào quá sung và dành cho miền Đông. Thấy nói thẳng, hàng này dành cho miền Đông và Tây Nguyên. Các bạn. Ai mà ngán kali rắn xài sao? Xài BK4025. Làm sao? Lần 40 tạo mầm thêm cho cây để kích thích cây ra mạnh hơn. Kali thay cho kali trắng. Ha, hàng này hàng, hai hàng này hàng, có điều của hàng xuất xứ từ Israel hết trơn, nên yên tâm nha. Rất là nhiều người chào cho Thái cái sản phẩm này các bạn, nhưng mà chỉ có Unicorn đóng là ok ha. Đó, rất tìm hiểu rất là kỹ các bạn, xài hàng là phải của chuẩn Israel. Tại sao hiện tại giờ hàng của Israel, anh này anh còn tồn hàng nguyên liệu các bạn, bảo đảm ha. Ảnh anh mua hồi năm trước, hiện tại còn anh Thái ơi, anh còn mười mấy tấn tồn ha. Em bán hỗ trợ tiếp anh, ok anh đem qua anh thử, em cho anh ấy đi. Rồi cái giường của anh đã thử chưa, chứng minh cho em coi qua. Wow, ok kiểm tra ngon lành mới đem về bán các bạn. Đó, rồi xong cái ren ha. Sau khi mà chúng ta đóng lân Văn Điển, lân Indo này kia ha, chúng ta có thể là nói đơn giản như thế này nè các bạn, đóng lân này nó, các bạn tạo mầm này thay cho kali nó rất là dễ, nhanh, nó nhanh tạo u lắm các bạn. Nên chúng ta có thể lên tạo mầm lần một xong chúng ta rải tưới nó luôn, đặng gì, đặng tiết kiệm công ha. Mấy ổng mà xịt xong quay lại tưới luôn, hoặc các bạn có thể là rải tà mầm xong canh cái lá mở chừng 3 lá chúng ta tưới cái xô luôn ha, tưới một trong hai xô ha. Ai mà mua xô này rồi không có gì phải liên tiếp xô này hết ha. Xô này công thức ra phải kiểm ra rất là gắt gao, rất là kỹ các bạn. Em cho coi giùm anh công thức nha, đăng ký chuẩn nha các bạn, 40-25 ha, công thức chuẩn nha, tại BK40-25. Rồi hai xô này đều cũng đăng ký công thức chuẩn nên không có vấn đề gì mà phải bàn cãi ha. Bên đây thì nó có thêm vi lượng. Bên đây có vi lượng mà ít hơn, bên đây vi lượng thì nhiều hơn ha. Rồi đấy, thấy rồi ha. Rồi hồi nãy Thái có bật mí các bạn là Thái ơi ha, cái cây tơ của anh năm đầu tiên mà bây giờ nó sung quá trời sung rồi, em làm sao chứ, bây giờ nó đi đọt hết cái đường rồi. Có hai trường hợp xảy ra, các bạn làm chính thuận không cần phải xài kali, có miền tây có Thái nha, làm chính thuận mà chúng ta xài xô tơ mầm này có kali cao rồi thì không cần phải xài kali. Còn ai á mà cái vườn mà chúng ta mà đi mà hiện tại bây giờ còn mưa nè, em thấy bên ngoài còn mưa không, còn mưa liên tục, giờ phải chiêm vô một xíu kali, nhớ nha các bạn. Tại sao Thái đưa cho các bạn hai lần tơ mầm như thế này, bạn biết hôm nay một là mưa, hai là cái tơ nó chân lùi hả các bạn, nó không có mầm, không có mầm. Và bắt buộc chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải xé cái thịt nó ra nha. Cắt phải xé thịt nó ra đó. Để làm gì? Để mà móc cái mầm nó ra từ trong thân ra chứ, mập đâu mà làm. Mầm đâu mà có hửng ra. Đúng không? Thì phải thêm một miếng kali, và kali đó thì Thái sẽ báo cho các bạn là à xài kali gì. Ra ngoài mua. Không mua của Thái, không thích mua của Thái ra ngoài mua, mình chỉ mà bình thường không có gì chân á. Nhưng mà đó là cái quy trình nha các bạn. Đó. Thì phải có một số thứ. Rồi tại sao một số cái vườn, ủa tao thấy tao xài tao mầm lên Indo rồi mà tại sao mày xài cho tao B52 nữa? Nó có cái nguyên nhân của nó. Một số cái vườn mà nó giáp ruộng á, thêm B52 cho người ta luôn các bạn. Nhưng mà thêm ít thôi, không thêm nhiều. Thêm nhiều người ta thêm thòng, thêm B52 cho người ta luôn. Đó, vậy đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Làm cái sầu riêng rất là tỉ mỉ và phải coi vàng lá nữa.
vàng lá quá sung nha. Rồi tam ầm nha, tam ầm thì tam ầm lần một lần hai thì các bạn biết là tam ầm lần một lần hai của Thái ha, nó đều là như vậy, nó đều là như vậy các bạn ha, chỉ có khác với tam ầm mùa nghịch một chút xíu thôi, không khác gì hết nha. Nó gồm tam ầm lần một, tam ầm lần hai. Quan trọng nhất miền Tây của Thái là gì? Bắt lo, bắt lo cây già khác nha, cây ba năm ăn trái rồi khác nha, cây tơ khác nha, nó khác hoàn toàn hết các bạn, nó không có giống nhau. Mà tại sao mà thấy mày tính liệu bắt lo cho anh xong rồi tại sao mày cộng thêm cái này thêm cái kia, nó sẽ có luôn nguyên do của nó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu ha. Để làm sao, tại vì mục đích của mình làm gì, làm bông làm gì. Tại sao một số người ta nói tao làm bắt lo, tao làm không bắt lo nó cũng ra miền Tây đó, tao làm không bắt lo cũng ra, nhưng mà một vườn của ông 100 cây thì 100 cổ khác nhau, khác nhau. Mình xài bắt lo làm gì? Để cho cây nó ra đều đồng loạt để quản lý, ít gì một vườn hai cổ thôi. Trời ơi, 100 cây 10 cái cổ rồi làm sao mà quản lý nha. Nói ra thì buồn, mà không nói thì mấy nông dân khác người ta ấy. Bây giờ mà nó nói thiệt nha, bây giờ mà miền Tây của Thái á, mà xài bắt lo mà còn nó không ra nó chứ đừng có nói mà không xài bắt lo nha. Bởi cái thường thường như Thái có nói á, nó không có tiền nó mới khổ, nó không có bông nó mới khổ, còn cái lá nó không có bán được. Cái cây của bạn đẹp nhưng mà cái trái của bạn phải đẹp, phải tốt mới bán được. Cái cây của bạn đẹp, cái trái của bạn không có, gia đình khổ lắm các bạn ha, cố gắng lên. Chứ không có, nói chung là bắt lo hay là này kia, cái mục đích của Thái vẫn là cố gắng để mà làm sao cho quý cô chú anh chị được tốt nhất thôi, được cái mùa tốt nhất thôi. Không ai bán hàng mà muốn bán gần cái bắt đầu lần một bỏ luôn mất luôn, không các bạn nha. Bán là để cố gắng làm sao cho người ta lo gia đình ta có dư giả, người ta cất nhà, người ta sửa nhà, người ta mua xe cho lo cho con cái, người ta đi học đó, đó cái mục đích mình thấy hướng tới ha. Rồi ok các bạn, nói chung là hôm nay làm thêm thì tại sao mà các bạn thấy Thái đăng Zalo nó có mấy cái show này thì giải thích cái show này thôi, chứ cái quy trình thì nó dễ rồi, cái quy trình nó không có gì vậy các bạn, nó bình thường ha, đơn giản. Như chúng ta phải coi tỉ mỉ, chúng ta phải coi cái đọt như nãy Thái nói nha, những cái lời nào mà Thái nói ra rất là quan trọng với những người mới hiện tại, còn những người cũ thì thôi lướt qua video giùm ha, đừng có để bình luận tiêu cực mất cái phước. Ok các bạn, xin chào ha, hẹn lại quý chú anh chị các bạn trong các video sau.